phải nhà nhà chị Đông ấy mà có nhặt được đứa trẻ con không sao đấy. Đông nào nhỉ? Thì Đông mà mới nhặt được. À đứa... Đông mà nhặt được đứa trẻ con bé bé đấy thì. Vâng, cảm ơn mày. Ừ, thế thì cháu đi vào lối này. Vâng, cháu cảm ơn. Đi xuống vào trong này. Vâng, vâng, cháu cảm ơn. Cảm ơn. Rồi. Thôi cháu đi luôn. Chờ ta đã. Cháu chào bác. Cháu thấp thế này. Ừ, bảo lên đây là qua đây, qua công trình là có người nuôi thằng bé này. Cháu hôm nay cháu nhớ bố mẹ này, cháu khóc suốt ngày này. Vâng. Hôm nay cháu quấy lại còn ho nữa này. Có người nhận nuôi nên là em muốn bảo chị của em bế bế cháu sang đấy, có người nhận nuôi rồi thì chị bế sang đấy hộ em giúp em nữa. Chị đâu phải nuôi, bởi vì nuôi hai đứa nó vất vả. Vâng, chị cũng thương cháu lắm nhưng mà chị cũng đang con nhỏ, điều kiện cũng chưa có nên là thương cháu lắm nhưng chị chưa đủ điều kiện để nuôi được cả cháu. Nên là có người nhận thì tốt cho cháu. Vâng. Thế bé để thì chú đầu à, không không nghe không theo nữa. Chú bé các lấy quần áo không mà đưa đi mẹ nhé. Đưa đi mẹ. Ba lô của cháu rồi. Chú vào nhà đã ba lô hộ cháu. Con chị đây à? Ừ, con chị ừ. Làm bé cho con bé này nuôi hai đứa vất vả lắm. Ừ, nên chị bảo cũng không có điều kiện. Như là một cháu nhỏ này. Chú cho cái đồ chơi của cháu vào đây. Cái mẹ cháu để lại cho cháu cái đồ mang đi cho cháu nhé. Ngồi đây nhá. Ngồi đây nhá. Nào thế đi chú bế nào. Chú bế đi mẹ nhá. Mẹ nhá. Nào. Nào. Để đi mẹ xách ba lô. Nào đem ba lô vào đi. Ba lô của con đấy. Đi học đây nhỉ. Đi. À thôi thôi. Không không. Cái em xem alo. Chú vào đây hộ cháu ạ. Tôi dìu em bé này lên. Thank you.
chúng tôi thì đang đứa trẻ ở đây, là ông bà nhà nuôi thì ông bà nhận nuôi thì cháu giao cho bà nuôi cháu. Cháu nhặt hôm trước cháu đi chợ, cháu thấy cháu nhỏ này ở đường ấy. Anh em vừa vào uống nước. Bà. Đây đi sổ sách đi. Theo lời người đề nghị mình nhận con nuôi. Đây là mình nhận con nuôi đây. Là em bé con. Đây con mời em ơi. Đây. Ngoan nhá. Đây ở đây con nuôi nhá. Ngoan nhá. Nhưng mà vì hoàn cảnh cháu khó khăn có con nhỏ không nuôi được ấy, thì bảo ông bà nhận nuôi thì đưa cháu sang đây nhà ông bà trông non cháu cẩn thận, nuôi cháu nên người nhé, ngoan nhé, ngoan nhé. Ngoan nhé, thì ở đây bác nuôi nhỉ, ở đây bác nhé, nào bác bế. Bố mẹ con bỏ con đây, đây ông bà nuôi con nhá, không khóc nhá, thường không khóc nhá. Ông bà ở đây nuôi con cho con được ăn no ở đây ấm áp nhiệt hòa đấy, không khóc nhá, ngoan nhá. Em bé bảo thương anh là mấy nhỉ. Chúng tôi xin cảm ơn anh là đưa cháu đây để tôi nhận làm con nuôi của tôi, thì rất cảm ơn các anh. Anh thì cũng rất là còn tôi thì sẽ viết bản cam kết cho anh đăng ký. Thì anh viết bản cam kết thì tôi ký. Xem người nhận người ký vào ghi hết rồi. Tôi ký. Có cần văn đọc quan hay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Anh đọc quay xong là gia đình ký vào đây đi. Đồng chí ta lấy túi quần áo để bàn giao cho gia đình đấy. Thế mà mẹ ta bỏ đấy, em nhận về nuôi tuần đấy mà thương lắm. Tổ thân nếu như thế này mà bố mẹ còn bỏ con nhỉ? Thương lắm đấy, con là về đây ở với bà ngoan ngoãn nhá, ngoan nhá. Đây của em nhỉ. Em mạnh thương em nhé. Em mẹ em nhé. Em nhé thương em đi. Yêu em mạnh em đi. Anh mạnh có muốn cắt tẩy ra không? Cắt tẩy ra. Anh mạnh với em nhé nào. Nhá. Đấy hả? Thương nhá. Chơi. Chị ký em. Vâng. Đây bây giờ em thì giao cho con cho hai ông bà trông non cho cháu cẩn thận nhé. Chí rồi em này, chí gia đình tôi sẽ chăm lo dạy bảo cháu trông non. Đây, chí ở đây thì cũng ngồi ký hết vào giấy rồi thì em bàn giao ở trong đây có những cái đồ và quần áo với cả đồ chơi của cháu thì mẹ cháu bàn giao cho, cũng ghi ở trong biên bản hết rồi thì em bỏ ra nên có thiếu gì cái này không? Hôm trước ấy cháu ở trên kia ấy thì đồ đạc các thứ của cháu ở đấy, nhá. Đồ của cháu đây nhá. Có bằng hai nữa ạ. Đây, xin gửi ra đi.
Rồi, xin cảm ơn các anh nhé. Rồi. Ông bà đi, xong mà giấy tờ ghi hết rồi, ông bàn giao cho bà. Tức thì biên bản đã ký rồi, tất cả những cam kết, những cái gì thì ông bà hai bên đã ký thỏa thuận nhau rồi. Trách nhiệm của ông bà nhận nuôi thì nuôi dạy cháu ăn học nhé. Rồi, nuôi lên rồi, nuôi trưởng thành. Xin cảm ơn các anh, tôi sẽ dạy con trưởng thành. Bà nha, con này đi nhé. Bà nha, con này đây nhá, đây thì bánh đây nhá, bánh nhá, nào, ui, thật là quài này nhỉ. Qua kia thấy cháu nhận nằm ở đường ngoài kia nắng nôi mà ai mọi người người ta cũng bảo không biết. Thế là cháu đưa về nhà nuôi được một tuần đấy, cháu ngoan lắm, không khóc đâu. Mỗi thỉnh thoảng nhớ mẹ thì cũng đòi mẹ, nhưng mà cháu cũng ngoan lắm. Thế thì đi là đi chợ thì gặp cháu đây. Thấy nằm ở đường ấy mà nắng nôi thế mà không thấy ai đón cháu, đi bế về hỏi mọi người xung quanh thì người ta không biết cháu ở đâu. Nắng nôi này mà cũng đi bỏ ngoài đường như thế nhỉ, khổ thân bố nghĩ mà thương. Cho đi học nhé, đi đi chơi cùng các bạn nhé, ngoan nhé, đây nè nè, sắm đồ cho nha, đồ đồ đạc, anh Mạnh nhé, vào bác đưa đi trả bộ quần áo, anh Mạnh sang nhà ông đã rồi, anh Mạnh không ở bên mẹ con mình nữa rồi, đấy, bé đã rồi anh Mạnh về đấy, đấy nói. Bé nhá, con ở đây với ông bà nhá, mẹ bé đi qua đây, sang đây thăm em con nhá, mua bánh cho con nhá. Em ngoan chưa ở vâng chưa? Vâng chưa? Dạ, ngoan á. Vâng đi. Đi lấy giấy. Bé về nhá, con ở đây ngoan với ông bà nhá. Hết bye bye. Chào mẹ đi. Con ở đây ông bà. Cháu mẹ về nhá. Cháu lên người.
xe kia anh mua váy không biết nó hỏng chưa, anh mua cân cả đống đổ xô rồi vứt đấy, em con lấy anh xem nào, anh xem được để anh cho em, để em đem về cho bé thì em ngồi em xem hoàn à, đây đây để cho em xem. Cả cái xe bé này còn sử dụng được không? Anh nhắc cả cái xe này ra em. Rồi để anh xem. Ấy giời, cái này thì em bé thích rồi. Nhưng mà cái này nó hỏng mất cái đầu rồi. Bị hỏng cái đầu ghi đông này rồi em ạ. Cái này chắc là phải tìm đồ để sửa thôi chứ còn. Em về em thiết kế lại cái đầu này. Cái này thì bọn anh bán cũng rẻ thôi, vì là mua sắt vụn như này thì bán hơn sắt vụn một tí. Cái đồ này bọn anh rách hết rồi nhỉ. Cái này cũng rách rồi. Được 4 cái bánh một đẹp. Nhưng mà trông nó còn chắc chắn nó vết đấy. Cái này rách thì có thể mua về thay được. Anh để rẻ cho em, đem về em lấy cho cháu nhé. Nó cũng rẻ thôi mà, cái đồ này nếu mà em thay mới chắc cũng đáng bao nhiêu đâu, mấy chục nghìn. Đâu chú? Em có con nhỏ này, chị có những cái đồ này về tu cho cháu. Thế anh lấy hai cái xe này bao nhiêu anh để lại cho em? Cái này chắc nó cũng toàn là đồ nhựa nhiều, nó cũng rẻ thôi. Có chắc được vài ba cân sắt. Cái này chắc anh lấy em tầm 90.000. Để rẻ rẻ cho em về em chế cháu. Sửa cho cháu đi tặng. Được. Thỉnh thoảng em mua cái đồ gì à, đây chắc hôm nay đi đâu hai mẹ con qua đây nhìn thấy cái đồ này hay hay xin nhé. Đủ rồi, ok anh cảm ơn. Thế hai mẹ con hôm nay đi đâu về? Vâng, em đi qua đây, em bảo sang được qua đây thấy cái xe này em vào đây em mua về cho cháu. Chịu khó nhỉ. Đây.
nước sửa xe này cho em bé ngồi nhá. Xe này cho em bé ngồi nhá. Anh nha, đấy, con được ngồi xe sướng không? Sướng quá nhỉ. Mẹ sửa cái xe này cho anh Mạnh nha, con nha. Sướng à? Sướng quá nhỉ. Nay mẹ được xe ngồi đây nhỉ. Sướng à. Sửa xe cho anh Mạnh nhá. Hai anh em có xe nhỉ? Hai anh em có xe đạp trình trình nhỉ? Để có xe xuống ghê nhỉ? Em ơi, xe xuống ghê nhỉ? Sửa cái này cho anh Mạnh nhá. Mai con mang đi cho anh Mạnh ngồi nhá.
đi đi rồi đi mày báo nghe hết rồi được chưa không không à ngồi ngồi dọn đi ngồi yên đây ông ơi ngồi yên về đây ngồi đi không được khách ra còn không à ngồi yên đi ra đi xe pháo đi xe pháo đi này xe xe pháo rồi ơi ông vâng. Xe để cho cháu đi vào đi đi vào không được đi vào thằng này hư đi vào ông để cho cháu nó đi cái xe ông ơi xe pháo đi thằng này không chiều đi vào đi nhanh tôi đã bảo không đến đây mà đi vào tôi đã bảo không vào đây thăm mới hỏi cái gì cả đi vào không đi vào vào đi vào đi nhanh đi vào không lần sau không đến thăm hỏi không lần sau đừng có đến đây nữa không có thăm hỏi gì cả đi vào đi nhanh đi vào nhanh